Thưa sư, trong nhiều bài kinh có nội dung vị ấy đảnh lễ Thế Tôn, thân phí hữu hướng về Ngài rồi biến mất tại chỗ hoặc là đi nhiễu quanh Phật mấy vòng, thì những hành động đó thể hiện sự tôn kính Đức Thế Tôn phải không? À, đúng rồi. Không lẽ giờ sư nói như vậy rồi sư qua câu hỏi mới thì nó kỳ. À, tức là cái truyền thống của Ấn Độ á, vì thấy là sư để hở cái vai phải ha, thì cái truyền thống của Ấn Độ tức là cái khi mà thể hiện cái sự kính trọng của một vị nào đó thì chúng ta hướng cái vai bên phải về phía vị đó, chứ chúng ta không hướng vai trái. Khi chúng ta hướng vai trái về phía ai đó tức là chúng ta thể hiện cái sự coi thường, và cũng không hướng cái lưng về phía vị đó. Đương nhiên thì trong một số trường hợp thì mình không thể nào mình áp dụng một cách rập khuôn, ví dụ như là ngồi một cái hàng ngang thì đương nhiên là sẽ có người ngồi bên tay trái. Mình không thể nào nói là bây giờ tôi ngồi bên tay trái thì những vị ngồi bên tay trái tôi là tôi thể hiện cái sự bất kính đối với các vị đó, thì không phải như vậy. Trong một số trường hợp thôi, tức là khi mà thể hiện sự kính trọng đối với Đức Thế Tôn á, thì khi họ muốn đi á, thì họ đi làm sao đó mà họ hướng cái vai phải về phía Phật để thể hiện sự tôn trọng, chứ không muốn hướng cái vai trái về phía Phật. Đấy, nó chỉ đơn giản như vậy. Nhắc nó cũng nhớ một cái kinh nghiệm mà sư nghĩ là nó cũng khá là buồn cười. Tức là khi mà sư đọc những cái đoạn kinh này đó, từ đó trở đi khi mà sư gặp những cái tượng Phật ấy, nếu được thì sư cố tình lúc nào sư cũng đi làm sao đó mà cái vai phải của sư là hướng về phía bên cái tượng Phật đó để thể hiện cái sự tôn kính. Nhưng mà ngặt nỗi cái vấn đề như vậy là bây giờ chùa thì có tượng Phật ở khắp mọi nơi, tượng Phật ở khắp mọi nơi, khi mình hướng vai phải mình về phía một tượng thì tự nhiên vai trái mình sẽ hướng về phía tượng khác. Đấy. Cho nên thì thôi thì mình khi mình tôn kính thì mình quán tưởng là cái tượng này là cái tượng Đức Bổn Sư, còn những tượng khác thì không để ý tới. Thì như vậy thì mình sẽ không có phiền. Đấy, chứ quý vị nghĩ đi, ngay cả hồi xưa thời Đức Phật ấy, những vị tỳ kheo ngồi xung quanh đầy hết ở xung quanh Đức Phật, rồi khi một vị hướng vai phải về phía Ngài để mà tỏ lòng tôn kính, không muốn là quay tay trái về phía Ngài để mà đi vòng để mà đi ra sau lưng Ngài rồi đi ra khỏi đấy, các vị tỳ kheo ngồi ở xung quanh như vậy thì chắc chắn là vai trái của vị ấy sẽ hướng về một vài vị, giả sử trong đó có các cái bậc long tượng như Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Mục Kiền Liên, Ngài A Nan, Ngài Ca Diếp. Không lẽ bây giờ mình nói là như vậy là tôi hướng về vai trái về phía các vị đó là tôi đang thể hiện cái sự bất kính hay sao? Thấy chưa? Cho nên cái tâm mình để ý mình tôn kính vị nào thì khi đó mình chỉ có vị đó thôi. Đấy. Còn cái chuyện mà nhiễu quanh mấy vòng á thì suy nghĩ là chắc cái vụ đó chắc có sau này thôi, chứ còn thời Phật mà cái vụ mà nhiễu quanh Ngài mấy vòng thì hình như là sư không biết là có bài kinh nào có hay không á. Sư không nhớ là có bài kinh nào có cái vụ là nhiễu quanh mấy vòng hay không. Đi vòng ra chỗ khác thì có, chứ còn mà nhiễu mà mấy vòng theo cái kiểu là biểu diễn á thì hình như là không có rồi đó.